Khu nhà trọ của ông Nguyễn Thành Tâm, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh là một khu trọ xanh với nhiều cây xanh được chính tay ông trồng và chăm sóc, giúp cho người thuê trọ có cảm giác gần gũi với thiên nhiên và tạo nên không gian thoáng mát. Ông Tâm xây dựng khu trọ này đã được 17 năm với 40 phòng lúc ban đầu và hiện tại đã lên đến 152 phòng. Lúc mới xây nhà trọ, ông chỉ dự định kinh doanh, nhưng dần dần ông cảm thấy cần làm một điều gì đó cho những người thuê trọ. Ông muốn giúp họ có chỗ ở an toàn, thoải mái, xanh sạch đẹp, nên ông đã quyết định tạo nên một mảng xanh như thế này. Thì khi cái đoàn của thành phố là đề xuống thì khảo sát là để mà xây dựng cái khu nhà trọ văn hóa của quận 2. Thì khảo sát thì tất cả các cái tiêu chí thì đều ok, nhưng mà ở đây thì nó thiếu một cái mảng xanh. Cả liên đoàn lao động quận thì tức là mình cũng có đồng ý là sẽ xây dựng cái mảng xanh cho cái khu nhà trọ để đạt được là cái nhà trọ điểm. Cho nên chính từ đó nó kết hợp những cái là mình chưa trước đây mà đã dự kiến là chưa có làm. Trồng một cây này rất là dễ, nhưng mà làm sao để giữ được cái nó duy trì và nó phát triển thì một điều rất là khó. Cho nên chính điều đó cho nên mình đã phải bỏ công ra trong vòng 2 năm để biết được từng cái loại cây một, và biết được là mình trồng cái trước kia nhà mình trồng bằng cái loại cây này trước để gì, để mình học tập nó, rồi sau đó mình mới có được hiểu nó được chút đỉnh rồi mình về trồng những cái cây nào nó có cái độ sống khó hơn. Thấy cái khu nhà trọ mình cũng sẽ muốn rằng là làm sao cho mọi người ở trọ được hưởng một cái không gian xanh. Đa phần ông Tâm chọn những loại cây dễ trồng và có sức sống tốt như cây trầu bà, cây kim tiền, cây lưỡi hổ, cây lan chi, hoa màu gà. Và loại cây được ông ưu tiên trồng nhiều nhất trong khu trọ là cây trầu bà, vì đây là loại cây có công dụng làm sạch không khí, hấp thu các chất phóng xạ phát ra từ máy tính, TV. Càng ngày số lượng cây càng nhiều nên ông Tâm đã tạo ra hệ thống tưới nước tự động để giúp việc chăm sóc cây trở nên dễ dàng hơn. Rồi coi như là nghiên cứu trồng ba cây xanh này là thấy nó thoải mái, coi như nó có một cái giống mình nói nhìn ra mình thấy có cái mảng xanh giống như có cây cối, chứ còn mà không có thì nó nóng rốc lắm, nó khô. Rồi nó có cái cây xanh thì thấy thoải mái, ví dụ như sáng mình ra coi như ngủ dậy là thấy nó có một cái không gian coi như là giống như có cái miền quê. Ở đây thì mình nói nhìn chung thì mình ở được lâu là cũng vì cái chỗ là nhất là an ninh. Ở đây là an ninh và cái vấn đề trật tự. Tức là ổng chủ nhà trọ thì ổng khổ, tức là ổng phải, nhất là những người mà mới vào thì ổng phải bắt ép từ từ tôi tuân thủ theo những người cũ. Ví dụ như mình về quê mình đi chơi một tháng cũng yên tâm. So với những khu khác á, mình thấy khu này nó gọi là cái không gian đồ này nọ nó không có bị ngột, không bị bí đồ. Mình vô mình thấy ấn tượng của mình vẫn không gian xanh thì mình thấy nó thoải mái hơn, nó mát mẻ đồ hơn. Trong khi chắc cũng 1-2 năm nay rồi cũng bắt đầu ông chủ cũng thay đổi, nghĩa là theo từng năm thì cũng sẽ thay đổi dần cải thiện cái chất lượng sống ở đây nó sẽ tốt hơn. Nghĩa là thứ nhất là vệ sinh, thứ hai là giờ giấc đi lại rồi gây ồn ào đồ này nọ là rất là khó. Còn mọi chuyện còn lại là nói chung là phải ok, nói chung là vì tập thể hết. Được biết, ông Tâm là một chủ trọ khó tính nhưng rất quan tâm và sống tình cảm với mọi người. Ngoài việc tạo ra một không gian xanh sạch đẹp như thế, ông Tâm còn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đợt dịch vừa qua, ông cũng hỗ trợ giảm tiền thuê trọ. Ông còn tổ chức tiệc tất niên, mua quà bánh biếu cho các gia đình công nhân, con em nhân dịp Tết Nguyên Đán 2022 và bỏ tiền túi để tạo ra chương trình tiếng hát thanh niên công nhân tại khu trọ của mình. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongpháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.